Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Ở video này Khả sẽ soi set đồ của anh Phong Ca. Hôm nay thì được top 3 Tông Kim, Khả top 4 nè. Độ anh đánh này khá là khác. Đường môn tầm này được rồi. Hiện tại như Khả thấy thì đang sử dụng một cái nỏ. Anh sử dụng một cái nỏ 3553. Cái nỏ này nó ở bên trong thì đặt móc Tông Kim nha em. Ở bên trong này thì đặt móc Tông Kim, cánh lách thì đặt 201. Đó. Còn bên ngoài thì không đặt nha em. Sử dụng một cái áo 40, 15 30 áo đẹp trai. À, kèm theo với gia truyền kháng cảm 10 và kháng độc 30 và kháng băng 5 và một cái nón kim kháng độc và chuyển hóa sát thương, một đôi giày 39 và trón 40 sinh khí 9, một cái nhẫn kháng hỏa 25 trón 40. Nhẫn này là nhẫn nô 1 hiện tại nè, nhẫn này là nhẫn nô 1 hiện tại nha mọi người, quá chắc luôn. Đây, hiện tại đang có cho mình 80 trón rồi. Bao tay kháng lôi 30, ngập bọt kháng lôi 30, 21 kháng lôi 30. Thì là kháng lôi 30 mà sinh lực không có. Một là nhẫn 540, thân pháp 11. Một đai lưng 540, thân pháp 19. Tính ra đạch này được 19 với lại 11 này được 30 điểm thân pháp rồi nè. 30 điểm thân pháp là tính ra 6 cuốn tại thì kinh nè. Đó. 6 gọi 6 cuốn tại thì kinh rồi. Đó. Nói chung này tính ra thì sức đồ này thì 80 chậm, 80 chó nè. Này, 80 chó nè. Nói chung cái nhẫn này hồi anh mua là 3,5 triệu nè. Nhẫn này mua 3,5 triệu nè. Không biết đâu nè. 3,5 triệu Việt Nam đồng đó nè. Không biết đâu nha. Nó này thì chắc vài kim. Vài 3 đến 5 kim. Áo này chắc khoảng tầm 5 đến 7 kim. Áo này áo đẹp mà nè. Giá chiên này khoảng 10 kim. Nón này khoảng 1 kim. Đai lưng này khoảng 3-4 kim gì đó. Đai lưng này đẹp đấy. Đường môn xài dòng 2 đẹp rồi. Nhưng mà sự lượng thấp quá. Nhẫn này thì chắc cũng tầm dòng 1 làm chậm sinh lực thì nhẫn này chắc cũng bèo lắm, khoảng 5 kim. Bao tay thì khoảng là 30 thì khoảng tầm chắc khoảng 1,5 đến 2 kim. Không có sinh lực. Ngọc bòi này cũng tầm đó nè, ngọc bòi này cũng tầm 2 kim. Ngọc bòi nam thì rẻ. Chung thì tổng xếp đồ này thì mắc nhất vẫn là chiếc nhẫn này mà. Nhẫn này nô 1 này mày. Hiện tại anh ta đánh được top 3 tổng kim. Và với là 200 mạng, 25 MBS và chất 34 mạng và liên trả 18. Đó, hôm nay được top 3 nè, khả được 4 rồi. Rồi, nói chung thì set đồ này thì cũng khá là pin. Pin là pin từ các tất cả các món nó khá là tầm ok. Chứ không phải cùi nè, quá đẹp rồi. Tầm này set đồ này là quá đẹp nè. Chắc chắn mình em là nhiều em hỏi tại sao không mang phòng thủ hung lý. Tầm này server không có đồ phòng thủ hung lý nha nè. Không có đồ phòng thủ hung lý nhiều. Nên là chỉ pin được max hiệu ứng 80 chóng tới 100 mà đánh được rồi. Đó. Rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ Phong Ca. Cũng như video của Duy Khải mình một like chia sẻ cho anh em. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Anh em thích xem cao thủ nào thì comment bên dưới Khải sau mỗi buổi thông kim Khải sẽ show đồ anh em xem nha anh em.